Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam duy trì nhà nước xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, nhưng nói nhiều hơn đến các giá trị phổ quát. Cuối năm 2021, đúng vào dịp 30 năm Liên Xô giải tán, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo quan trọng về chính trị cho tương lai của đất nước này. Có tên là Hội nghị bàn về vấn đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các lãnh đạo Việt Nam nói đến nhu cầu dân chủ, pháp luật và chất lượng của bộ máy công quyền. Hội nghị tụ họp nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền, bao gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khai mạc chủ trì, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng một số ủy viên Bộ Chính trị và hơn 100 chuyên gia, các nhà khoa học được giới thiệu là hàng đầu trong các lĩnh vực của nhà nước pháp luật ở Việt Nam. Các giá trị phổ quát và đặc thù được bàn bạc là những gì? Lần đầu tiên trong nhiều tháng, lãnh đạo Việt Nam đề cập trực tiếp đến các giá trị phổ quát của nhân loại như dân chủ, nhân quyền, tuy vẫn nhắc tới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khai mạc chủ trì hội nghị. Nội dung của hội nghị theo trang Đài Tiếng Nói Hoa Việt Nam VOV vào hôm 11 tháng 12 năm 2021 về đề án này nhấn mạnh đến 3 yếu tố quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền như sau. Thứ nhất là vấn đề dân chủ, được coi là linh hồn, sinh khí của nhà nước pháp quyền. Thứ hai là vấn đề pháp luật, cụ thể là câu chuyện thể chế phát triển. Thứ ba là chất lượng công chức trong bộ máy pháp quyền, gồm cả năng lực, đạo đức, phẩm chất, uy tín. Đáng chú ý hơn là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rằng Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình chuyên chính vô sản, tức là khái niệm Leninist kiểu cũ, sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo ông, việc áp dụng tiêu chuẩn nhà nước pháp quyền của thế giới vào thực tiễn của Việt Nam vừa mang đầy đủ những giá trị phổ quát, chuẩn mực của một nhà nước pháp quyền, vừa mang những nét đặc thù chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính gần đây cũng đã nói trực tiếp về vấn đề nhân quyền. Theo các báo của Việt Nam trích thuật lại hôm 6 tháng 12, ông Chính nói rằng nhân quyền lớn nhất ở Việt Nam là lo cho 100 triệu dân ấm no và hạnh phúc, dân chủ, cuộc sống bình yên, vân vân. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu với kiều bào Việt Nam tại Anh hôm 31 tháng 10 rằng ông sẵn sàng đối thoại với bất cứ người nào trên thế giới về nhân quyền. Cùng lúc, giới chỉ trích thường cho rằng nhà nước Việt Nam gần như không thay đổi vì thiếu ý chí chính trị, vì phản ứng bảo thủ trước các biến đổi mang tính thế hệ bởi con người, nhân sinh quan trên thế giới và nước ta hiện nay, và vì thế né tránh các giá trị phổ quát như nhân quyền. Mới đây, viết trên trang Asia Gent về vụ xử nữ nhà báo Phạm Đoan Trang được diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam. Cây bút Mỹ David Vogt cho rằng bộ máy Việt Nam theo mô hình Leninist không muốn nhượng bộ một ly trước các đòi hỏi của những nhà vận động nhân quyền. Một số nhà hoạt động như vào Phạm Đoan Trang được giải thưởng quốc tế về nhân quyền không được báo chí Việt Nam đăng tải rộng rãi, mà ngược lại họ còn tìm mọi cách đưa ra tòa xét xử và tăng án. Hiện cũng chưa rõ việc phải cân nhắc giữa giá trị phổ quát và đặc thù của một quốc gia sẽ diễn ra ở Việt Nam trong những ngày tháng tới ra sao. Và lưu luyến Liên Xô nhưng thực tế xã hội đã khác xưa. Bài học Liên Xô tuy thế vẫn rất quan trọng cho các lãnh đạo ở Việt Nam. Về cá nhân họ, các lãnh đạo ở Việt Nam vẫn bày tỏ sự kính trọng với Lenin và chủ thuyết của ông. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc khi sang thăm Nga gần đây đã tới thăm lăng Lenin ở Moscow, đặt vòng hoa trong trời mưa tuyết. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt tới lăng Lenin ở Moscow, đặt vòng hoa. Nhưng thực tế về kinh tế, các tuyến giao thông chủ chốt của Việt Nam là với khu vực châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ, chứ không còn nhiều với Nga. Giữa năm 2021, các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá sự kiện Liên Xô tan rã vào tháng 12 năm 1991 là do hệ thống cứng nhắc xa dần. Rằng đối với các mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô, Đông Âu và Trung Âu, việc chọn mục tiêu chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, nhưng con đường thực hiện lại sai lầm. Do buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lơi là cảnh giác cách mạng, quan liêu, xa rời nhân dân, bảo thủ, thiếu phát triển sáng tạo, nhận thức lý luận trong điều kiện thực tế đã thay đổi, mà vẫn dẫn tới đổ về, cho dù đã có những thành tựu to lớn chưa từng có trong lịch sử loài người.
Đó là nội dung được một nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam được báo Lao Động trích thuật. Cách nhìn định mệnh này về chủ nghĩa xã hội không giải thích được vì sao các nước Đông Âu nay đều sung túc và tự do hơn xưa sau khi bỏ mô hình Liên Xô. Công tác lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thường bị một phần dư luận cho làm việc là vô nghĩa, xa rời thực tế, thậm chí lầm cầm, hoài cổ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều vướng mắc của kinh tế, xã hội và nhất là giáo dục tại Việt Nam bị cho là lỗi hệ thống, tức là cơ chế quyền lực cũ và tư duy sai gây cản trở. Mặt khác, ham muốn vừa hưởng lợi từ quan hệ với tư bản, vừa duy trì quyền lực cộng sản có thể đưa Việt Nam vào chỗ, nhận lãnh các nhược điểm của cả hai thể chế. Đại dịch Covid cũng làm thay đổi nhận thức của nhiều người dân Việt Nam. Trên mạng xã hội có một đánh giá rằng hàng chục nghìn người chết trong dịch không hề do dịch, do bị bọn phản động, tổ chức khủng bố nào tấn công, mà một phần vì các chính sách sai của bộ máy cầm quyền hiện nay tại Hà Nội. Đây là hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong tại đại dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và dù không được bàn luận công khai, một bộ phận trí thức Việt Nam vẫn ưu tư về con đường cho đất nước, về mô hình thể chế, mong muốn các thay đổi phù hợp cho quốc gia. Thực tế Việt Nam giữa hai hướng ý thức hệ. Về bài viết 65% dân Mỹ thích chủ nghĩa tư bản, còn người Việt Nam thì sao? Đăng ngày 15 tháng 5, đã nhận được trên 300 lời bình luận trên trang Facebook. Các ý kiến thể hiện nhiều cách nhìn khác nhau về chủ đề này và một số đông không tin rằng mô hình ở Việt Nam thực sự là xã hội chủ nghĩa, mà là tư bản đỏ đem lại đặc quyền cho một tầng lớp. Việc con em quan chức đi du học ở các nước G7 được một số bạn cho rằng bằng chứng về hiện tượng ý thức hệ tư bản đỏ này. Cũng xin điểm ra những lời bình luận nổi bật. Đầu tiên là về sự so sánh hai chủ thuyết, điều mà một số bạn cho là thực tế ở Việt Nam hiện nay như sau. Bạn Văn Nghiêm để cho hỏi rằng khác biệt giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là bao nhiêu hưởng bấy nhiêu với chia đều của cải hay đa nguyên với độc tài vậy? Chủ nghĩa xã hội kiểu Tây Phương còn tốt chán so với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bạn Hiếu thì cho rằng hỏi câu này ở Việt Nam thì nói thì sợ, nói không thích thì dối lòng. Cứ nhìn vào đàn con cháu, các cụ đang học tập ở đâu là biết. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cùng vợ và con đang học du học ở nước ngoài đã mục hộ chiếu vàng đảo ship với giá 2,5 triệu đô la mỗi suất. Ông Quang Minh thì nói rằng Việt Nam từ sau cải cách năm 1986 đã theo chủ nghĩa tư bản, còn cái chủ nghĩa xã hội chỉ là cái bình phong để Đảng Cộng sản duy trì quyền lực. Nhưng đó là chủ nghĩa tư bản nửa vời, quái thai, khi mà những ngành then chốt như điện, nước, dầu khí vẫn nằm trong tay nhà nước. Bởi vậy, nhờ các tập đoàn nhà nước mà dân Việt Nam gánh nợ công đầm đìa, giá xăng điện thì trên trời. Chủ nghĩa tư bản phải đi đôi với đa đảng và tam quyền phân lập mới phát huy hết tiềm năng. Chứ còn như ở Việt Nam thì chỉ có lũ tư bản đỏ mới giàu có trong thể chế độc đảng. Bạn Trần Xuân thì cho rằng, chủ nghĩa tư bản là anh nông dân nuôi bò sữa, chăm lo cho bò để tạo ra nhiều sữa, từ đó thu lợi. Chủ nghĩa cộng sản là anh nông dân nuôi bò hợp tác xã để cày ruộng, bỏ béo hay gầy mặc kệ, miễn sao không chết là được. Một bạn khác thì nói rằng Việt Nam thì trừ ra 4 triệu dân thì còn lại là muốn theo tư bản. Bạn Hồ Kim Mao thì nói rằng Việt Nam còn mỗi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cộng sản thôi, còn lại là tư bản đỏ hết. Nếu mà ông cán bộ cộng sản chính hiệu thì lấy đâu ra nhà đất, tiền lập công ty, hợp tác xã, lấy đâu ra tiền cho con cháu du học bên trời Tây. Bạn Diệp Thảo thì nói rằng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một thể chế quái thai, xuống hố chậm hơn nhưng bị dày vò lâu hơn, nhiều mảnh đời sống như địa ngục trần gian. Bảo Trâm thì nói, tư bản hay chủ nghĩa xã hội cũng như nhau, cứ minh bạch là dân tin hết, còn ở Việt Nam minh bạch thì cộng sản vào tổ hết. Quan chức gọi là hở ra là tham nhũng. Corona vừa rồi là một ví dụ, mệnh lệnh từ Tổng Bí thư cũng thế. Chuyện hộ nghèo ở Việt Nam mới buồn cười, đúng là nhà nước của quan, do quan và vì quan. Bạn Camera thì nói rằng, thể chế kinh tế tư bản, chính trị, xã hội chủ nghĩa đa đảng sẽ đem đến thịnh vượng, nhân quyền, ít tham nhũng và ổn định xã hội hơn khi đất nước có khủng hoảng. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt nhân quyền lên Trung Quốc, Myanmar và Triều Tiên. Hoa Kỳ vào hôm 10 tháng 12 đã áp đặt các lệnh trừng phạt
liên quan đến nhân quyền đối với hàng chục cá nhân và thực thể của Trung Quốc, Myanmar, Triều Tiên và Bangladesh. Đồng thời đưa công ty trí tuệ nhân tạo Gen The Time Group của Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư. Canada, Vương quốc Anh cũng tham gia cùng với Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến tình trạng lạm dụng nhân quyền ở Myanmar. Trong khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đầu tiên với Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Biden và nhắm mục tiêu vào các thực thể quân sự ở Myanmar và những nơi khác nhân ngày nhân quyền quốc tế. Đây là hình ảnh Tổng thống Biden bên trái họp thượng đỉnh và trực tuyến về nhân quyền với các lãnh đạo thế giới vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Hành động của chúng tôi hôm nay, đặc biệt là những hành động hợp tác với Vương quốc Anh và Canada, gửi một thông điệp rằng các nền dân chủ trên thế giới sẽ hành động chống lại những kẻ lạm dụng quyền lực nhà nước để gây ra đau khổ và đàn áp. Thứ trưởng Tài chính Wiley đã nói trong tuyên bố của mình. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng trong tuyên bố cho biết họ đã thêm công ty trí tuệ nhân tạo Gen The Time của Trung Quốc và danh sách các công ty phức hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc và cáo buộc công ty này đã phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt có thể xác định được sắc tộc của mục tiêu, đặc biệt tập trung vào việc xác định sắc tộc Uyghur. Vì vậy, công ty này sẽ bị cấm đầu tư đối với các nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền ước tính có hơn 1 triệu người, chủ yếu là người Duy Ngô Nhĩ và người dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đã bị giam giữ trong nhiều năm gần đây tại hệ thống trại giam lớn nhất của Trung Quốc ở vùng Tân Cương. Trung Quốc đã bác bỏ các báo cáo thuộc về nhân quyền ở Tân Cương. Ngoài ra, đơn vị phản ứng nhanh chống ma túy của Bangladesh cũng bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền và đe dọa lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ áp dụng biện pháp trừng phạt với hai tổ chức cung cấp nguồn dự trữ cho quân đội Myanmar, trong đó có Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nơi sản xuất vũ khí cho quân đội và cảnh sát để sử dụng trong chiến dịch trấn áp biểu tình sau cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 vừa qua. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối đảo chính ở Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar vào hôm 22 tháng 2, sau vụ đảo chính của lực lượng quân đội vào hôm 1 tháng 2, bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự. Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 4 quan chức cấp cao, trong đó có ông Myo-shin, người đứng đầu vùng Bangko, Myanmar, nơi Mỹ nói rằng đã có ít nhất 82 người thiệt mạng chỉ trong một ngày của tháng 4. Mỹ cũng đưa Văn phòng Công tố Trung ương Triều Tiên, cựu Bộ trưởng An sinh xã hội và Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân Byung-hee được bổ nhiệm gần đây vào danh sách đen. Một trường đại học của Nga cũng bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên xuất khẩu lao động cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cấm thêm 12 cá nhân đến Mỹ, bao gồm quan chức Trung Quốc, Belarus và Sri Lanka. Phái bộ Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc và các đại sứ quán của Trung Quốc, Myanmar và Bangladesh tại Washington vẫn chưa đưa ra lời bình luận gì về hành động trên của Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Biden cũng tập hợp hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới vào hôm thứ Ba, 7 tháng 12 trong hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ nhằm chống lại chế độ chuyên chế và đã không mời Nga, Trung Quốc một cách có chủ ý. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Biden nói rằng tự do toàn cầu đang bị đe dọa bởi những kẻ chuyên quyền đang tìm cách bành trướng quyền lực, xuất khẩu, sự ảnh hưởng và biện minh cho sự đàn áp. Tổng thống Mỹ cũng không nêu đích danh bất kỳ quốc gia nào, nhưng các cường quốc có chế độ chuyên chế, đó là Trung Quốc và Nga, đều vắng mặt trong danh sách khách mời. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã cho xây dựng hàng loạt trại tập trung ở Tân Cương, giam giữ bất hợp pháp hàng trăm ngàn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Các quan chức Mỹ đã hứa hẹn về một năm hành động sẽ tiếp nối và nghị quyết kéo dài 2 ngày của 111 nhà lãnh đạo thế giới đã quy tụ họ lại đây để cùng nhau bàn về thảo luận chống chủ nghĩa độc tài. Nhà Trắng cũng cho biết họ đang làm việc với Quốc hội để cung cấp thêm 424 triệu đô la cho một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy nền dân chủ trên toàn thế giới, bao gồm hỗ trợ cho các phương tiện truyền thông tin tức độc lập. Sự kiện thần túy này diễn ra đúng lúc có những câu hỏi về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ. Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ cũng đang chật vật để chương trình nghị sự của mình được thông qua tại một Quốc hội bị phân cực và sau khi ông Tổng thống Trump thuộc Đảng Cộng Hòa phản đối kết quả bầu cử năm 2020. Một danh sách khách mời được công bố hồi tháng trước cho thấy
Hội nghị có sự tham gia của cả những quốc gia có lãnh đạo bị các nhóm nhân quyền cáo buộc là khuynh hướng độc tài như Philippines, Ba Lan và Brazil. Danh sách cũng có tên Đài Loan khiến Trung Quốc rất tức giận. Bắc Kinh coi hòn đảo này là chế độ dân chủ, là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Washington đã công bố các lệnh trừng phạt vào các quan chức ở Iran, Syria và Uganda. Họ cáo buộc rằng các nhân vật đó đàn áp người dân. Washington cũng trừng phạt những người mà họ cáo buộc là có liên quan đến tham nhũng và các băng nhóm tội phạm ở Kosovo và Trung Mỹ. Các quan chức Hoa Kỳ hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ trong các cuộc hội đàm dành cho các sáng kiến toàn cầu như sử dụng công nghệ để tăng cường quyền riêng tư hoặc vượt qua kiểm duyệt. Đây là hình ảnh công ty trí tuệ nhân tạo Sensetime của Trung Quốc đang phát triển các chương trình nhận dạng khuôn mặt phục vụ cho chính quyền tập trung vào việc xác định sắc tộc của người Ngô Duy Nhĩ. Họ cũng hy vọng các quốc gia đưa ra các cam kết công khai, cụ thể để cải thiện nền dân chủ của họ trước khi diễn ra một hội nghị thượng đỉnh nữa vào cuối năm 2022. Khi đó, các đại biểu sẽ có mặt trực tiếp. Và các nhà hoạt động Myanmar cũng phản đối quân đội bằng cuộc đình công thình lặng. Những người biểu tình ở Myanmar đã đóng cửa các doanh nghiệp và vắng mặt trên đường phố vào hôm 10 tháng 12 trong một cuộc biểu tình đình công thình lặng, chống lại sự cai trị của quân đội và việc lật đổ chính phủ dân cử tại quốc gia Đông Nam Á trong cuộc đảo chính vào hồi tháng 2. Các bức ảnh do truyền thông Myanmar đăng tải cho thấy những con phố và khu chợ vắng vẻ ở các thị trấn trên khắp cả nước, trong khi những người biểu tình ở thành phố Vaivo. Ở miền Bắc nước này, họ đã mặc quần áo đen và tuần hành trong im lặng. Chúng tôi cần gửi một thông điệp ra thế giới về những vi phạm nhân quyền khủng khiếp ở Myanmar. Thủ lĩnh của biểu tình Khin Sara đã nói trong truyền thông như vậy. Im lặng là tiếng thét lớn nhất. Chúng tôi muốn giành lại quyền lợi của mình. Chúng tôi muốn cách mạng. Chúng tôi bày tỏ nỗi đau đối với những anh hùng đã ngã xuống. Bà Shin Sanda đã nói thêm. Đây là hình ảnh đường phố ở Myanmar vắng lặng vào ngày 10 tháng 12 năm 2021 vì cuộc biểu tình đình công thình lặng. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và chính phủ của bà vào ngày 1 tháng 2 gây ra các cuộc biểu tình hàng ngày ở các thị trấn và thành phố và giao tranh ở vùng biên giới giữa quân đội và quân nổi dậy người thiểu số. Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, 76 tuổi, đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau và bị kết án 4 năm tù vào hôm thứ Hai với tội danh đầu tiên là kích động và vi phạm các quy định về COVID-19, đã khiến quốc tế lên án và các nhà phê bình mô tả là một phiên tòa nghĩ tạo. Lãnh đạo chính quyền quân sự sau đó đã giảm án cho bà 2 năm vì lý do nhân đạo, nhưng những cáo buộc mà bà vẫn đang phải đối mặt có thể khiến bà bị bỏ tù trong nhiều năm. Theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, các lực lượng quân đội đang tìm cách đè bẹp phe đối lập, khiến cho hơn 1.300 người thiệt mạng. Chủ nhật tuần trước, 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 15 người bị bắt sau khi lính đã dùng một chiếc ô tô đâm vào một cuộc biểu tình chống đảo chính ở thành phố Yangon. Truyền thông nhà nước Myanmar bác bỏ các cáo buộc về vụ việc và nói đó là thông tin sai lệch.